Xin chào các bạn, như các bạn thấy thì đây chính là hộp dài của Xiaomi và tên của nó là Xiaomi Mi Box Nicker 2, mới ra của Xiaomi cách đây ra chừng tháng. Và mình làm clip này chỉ là clip unbox thôi, còn màu thì mình đã để up hình trên Facebook hết rồi, và chút nữa mình sẽ show ra cho các bạn các màu của nó. Trong đây thì sẽ tất nhiên có giấy gối và đôi giày rồi. Nói chung là clip chỉ coi cho các bạn coi hộp thôi, chứ không có gì hết. Hộp thì Xiaomi con nào cũng giống nhau thôi, cái hộp giấy tái chế. Và đây là con giày của nó, đây là đôi màu xanh. Và đây là bốn màu của nó. Nó còn thêm một màu cam nữa, nhưng mà màu cam thì bạn khách nữ mắc đi chơi nên mình đã ship gấp cho bạn ấy. Còn gấu mình thì lúc đầu mình tính mua cho bạn, cho gấu mình con màu cam, nhưng mà suy nghĩ lại mình mua cho bạn, cho gấu mình một con Converse rồi. Còn Converse đó thì như thế nào thì vài bữa nữa nó sẽ về và mình sẽ review sau. Còn con này là Mi Box 2, con phối màu màu xanh. Con này mình khá là ưng, mình ưng nhất trong đám này, nhưng mà chốt lại thì chắc mình sẽ mua con này quá, tại vì mình không hợp với màu xanh. Cho các bạn thấy dễ hơn thì cái đế của Mi Box 2 á, nó nói Xiaomi nói là được đúc khuôn khuôn đúc tới 5 lớp lận. Nó khá là dày. Này cái mặt đế của nó. Con này là dòng thuộc dòng dày chạy nên cái mặt đế của nó sẽ có gai. Và ở đây có miếng đệm ở đây này để xịt lột vô rồi. Con này có điểm nhấn, nó là cái ở đây là cổ của nó, cổ dài của nó là cổ dây chun giống y như mấy kiểu Adidas NMD á. Nó sẽ mình cái các bạn không cần thắt dây nữa, các bạn tháo dây ra cũng được luôn, chỉ cần xỏ chân vô đây và nó ôm. Nhưng với các bạn mà chân bị bè khúc ở trên đây nè thì nó sẽ ôm rất là chặt, nên các bạn phải, nếu mà các bạn mang giày bình thường á, size 42 hay gì đó, 42.5 hoặc là 42 1 phần 3 thì lên 43, tại vì trên đây rất là ôm. Còn đây là màu, gọi là màu gì ta, màu đen mà pha với trắng nhìn rất là đẹp. Dây của nó thì phản quang, lát mình sẽ show phản quang cho các bạn xem. Còn ở dưới đây cũng có một lớp phản quang đây, và đôi này cũng thuộc về Mizuno sản xuất, nhưng mà không biết là bộ đế này có phải là do, hoặc là nguyên thân dài này có thể là do Li-Ning không, vì hai đôi trước như Mizuno 2017 và đôi GT thì do Li-Ning. Nhưng mà bộ đế này mình nghĩ có thể, rất có thể là do Li-Ning rồi. Tại vì bộ đế này mình đã từng thấy trên một đôi Li-Ning nào đó, mình quên tên rồi, nhưng mà mình đã thấy rồi, nó rất là giống. Lớp vải dệt của nó này, mình sẽ quay cận cảnh cho bạn xem. Nó có lỗ rất là thông thoáng. Các bạn có thể nhìn thấy được ngón tay của mình trong đây. Rồi, tiếp đến là đôi full trắng. Đôi này rất là đẹp, nhiều bạn nam mang mua ghê luôn á. Mình không ngờ là full trắng như vậy. Mình thì không hợp với full trắng rồi, nhưng mà mình không ngờ full trắng như vậy mà rất nhiều bạn nam mua. Full trắng thì nhược điểm của nó sẽ rất là dơ, nhưng mà bộ đế này thì không phải lo, chà thì cũng dễ thôi. Và đế của nó là đế mềm nha. Đây mình sẽ ấn vô cho bạn xem. Nói chung mình đã mang thử con này một ngày rồi, gọi là nó có, trong các dòng giày Xiaomi á thì đôi này là êm nhất của Xiaomi, nó đàn hồi lực rất là tốt.
dành cho các bạn chạy bộ nè, hoặc là đôi này hả, có thể chơi bóng rổ được, nhưng mà khúc này thì hơi ôm chân đó, mình nghĩ là không nên chơi bóng rổ nhiều, nhưng mà chạy bộ và đi chơi thì tuyệt, full trắng từ đầu tới cuối, nhưng mà chỉ có lớp đế ở dưới đây không biết nó là cái gì ở dưới đây thôi. À, và trắng này nó không đẹp bằng mấy đôi này, mấy đôi màu khác, tại vì á cái dây của nó phản quang, nhưng mà nó không thể thấy đẹp bằng mấy đôi này. Như đôi đen này là phản quang buổi tối rất là đẹp, các bạn đi quẩy ba hoặc là đi trên xe á, chiếc xe khác chiếu vô á, thì sẽ có nguyên bộ dây này phản quang và sau phía sau này phản quang, và đây là đôi full đen. Một bên trắng Ngọc Trinh, một bên anh Châu Phi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ on fit và mở đèn lát lên cho các bạn xem về cái bộ dây này. Nhưng mà trời nó đang sáng nên nó sẽ không phản quang nhiều. Còn hình chi tiết hoặc là các bạn muốn mua thì các bạn liên hệ cho mình trên đây và đây, hoặc là ở link mình để ở bên dưới. Còn clip về so sánh về ba dòng giày của Xiaomi là GT, MIZEA và đôi này thì mình sẽ để link ở bên dưới. Các bạn nhớ đón xem nhé.